Cái chó này có bán không? Ôi, bán ai bán mang này, bao nhiêu lô hả? Là có bán không? Không bán hả? Anh bán bao nhiêu em mua em cứu. Đó cả nhà, thì người đàn ông này có chia sẻ với đại Lê là bắt buộc là phải mang mấy chó này phải giao cho lò, chứ không có thể nào mà bán cho Thi Lê được á. Chào cả nhà đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì hiện tại Thi Lê đang đi dọc đường thì phát hiện một cái chiếc xe đang trên đường đến lò mổ nè cả nhà. Thì không biết là mấy con bé chó này giá cả như thế nào. Thì bây giờ Thi Lê sẽ lên tiếp cận và tìm hiểu người đàn ông này nha cả nhà. Trời ơi trời, ngoài ở Việt Nam đang mưa gió cả nhà thấy không? Coi như là không biết tại sao, lý do tại sao mà những người chủ mà đang tâm bán những con bé chó mình mua vô lò mổ như thế nha. Thật sự thì không biết cái lương tâm để đâu và không biết cái từ ngữ nào mà để diễn tả nói về cái người chủ của cả nhà. Anh trai, cái chó này có bán không? Ôi, bán ai bán mang này, bao nhiêu lô hả? Là có bán không? Không bán hả? Anh bán bao nhiêu em mua em cứu. Đó cả nhà, thì người đàn ông này có chia sẻ với đại Lê là bắt buộc là phải mang mấy bé chó này phải giao cho lò, chứ không có thể nào mà bán cho Thi Lê được á. Thì Thi Lê sẽ tìm bằng mọi cách để giải cứu bốn bé chó nha cả nhà. Anh bán đi, anh bán giá bao nhiêu em cứu tụi nó. Mình mua về để làm gì? Em cứu giao cho lò làm chi, trời đất ơi. Thì anh bán cho lò bao nhiêu thì anh bán cho em bấy nhiêu. Bao nhiêu? Tôi lấy 4 kia, lấy 4 triệu. Bao nhiêu? Dữ vậy? Tôi cao quá vậy? Trời ơi, bớt đi anh ơi, tội nghiệp của nó quá trời, tội nghiệp luôn nè. Chiều gửi được không? Bố con chiều gửi được không? Tôi để lại cho mà tôi để lại cho 2 triệu. Hùng Phước đi. Bao nhiêu? 2 triệu đúng không? Bây giờ anh chạy với em vô nhà em được không? Thì cứ đi đi, cũng khoảng chừng 40 phút tới nha. Đó cả nhà, thì Thi Lê sẽ coi như là sẽ chia sẻ cho người đàn ông này và góp ý kiến không có được bán vô lò này nọ. Để Thi Lê sẽ tìm một mọi cách dụ người đàn ông này chạy về máy ấm nha cả nhà. Đó cả nhà, thì cuối cùng thì Thi Lê cũng đã dụ cái người đàn ông này về tới máy ấm này nè cả nhà. Thì thật sự thì Thi Lê cũng không có tiền đâu, nhưng mà Thi Lê sẽ nói chuyện với lại cái người đàn ông này, coi người đàn ông này có cho thiếu hay không và để ở đây hay không. Đó cả nhà, thì cuối cùng thì Thi Lê đã coi như là nói chuyện và bàn bạc với anh cái người đàn ông bán chó lò mổ này. Thì cuối cùng thì người đàn ông này cũng đã chịu đi theo Thi Lê mang con máy ấm rồi cả nhà. Thì bốn bé chó này là tổng cộng là 2 triệu đúng không? Là để là hết giá cho là đúng để tình chứ đó. Nãy anh nói 4 triệu cao quá trời cao luôn. Là 2 triệu đó. Mà bây giờ em nói anh nó chia sẻ thật cho anh nè. Thì bây giờ thật sự thì em á thì em muốn cứu, thì em chạy theo anh từ nãy giờ mưa gió mà em chạy theo anh là anh cũng biết rồi. Đó, thì cái lòng của em như thế nào anh cũng đã hiểu rồi. Thì bây giờ bốn con bé chó này 2 triệu đúng không? Thì em sẽ cứu bé, nhưng mà anh có thể để mấy bé chó đây
giống như là có cái dạng mà bây giờ chia sẻ nè, là mấy bé chó em sẽ giữ ở máy ấm của em, nhưng máy ấm của em là em cũng không có thuê chạm hay làm gì hết, nhà của em luôn đó. Thì anh cho em thời gian khoảng vài ngày nữa em sẽ trả tiền được không? Không không, mình bán bây giờ là bán cái giá đây thì mình lấy mình mà để lại thì không để được đâu. Được không? Không 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 được đâu. Mình để lại thì không để được đâu. Bây giờ chờ mình lỡ mình vô trong này rồi mà bây giờ để lại thì mình lấy tiền đâu để mua gạo cho các con ở nhà ăn. Trời đất ơi. Em nói anh á, thật sự thí dụ như bây giờ anh giao cho lò mấy bé chó này thì cái nghiệp của mình nó sẽ càng tăng hơn. Còn thay vì anh để đây, cái nghiệp của anh nó sẽ bớt lại, và coi như anh sẽ kiếm một cái chút phước nữa, coi như anh hùng phước với em vậy đó. Thì cái xe chó này 4 bé, thì 4 bé to lớn thì anh bán em 4 triệu thì cái giá nó hơi cao. Nhưng mà bây giờ anh đã hùng phước với em, bớt em phân nửa luôn rồi, phân nửa tiền là 2 triệu rồi. Thì bây giờ anh giúp cho chó luôn đi. Anh để mấy bé chó ở đây thì khoảng vài ngày nữa em có tiền, còn không em sẽ đưa chứng minh cho anh giữ. Thôi bây giờ trời không lấy đâu, khổ không có thì để em đi trở về nhé. Được không? Thôi không được đâu, nó để mình trở về chứ. Mình đã đi từ xa đâu vào đông này là làm phước để. Là anh đã tự đâu anh mua mấy bé chó này tự đâu lận? Là từ mãi ở Cần Giờ xuống đây rồi đi mình. Từ ở Cần Giờ rồi tuốt ở bên Cần Giờ quận 7 hả? Quận 7 đó. Trời đất ơi. Thì gặp thì bây giờ trời bỏ vô máy ấm này, bây giờ trời. Anh thấy trời đang mưa quá, trời mưa luôn. Thì làm sao được? Mà dí theo anh từ nãy đến giờ muốn hụt hơi luôn. Chạy gì quá thì chạy luôn đó cả nhà. Thì coi như là cuối cùng thì người đàn ông này cũng không có cho thiếu luôn cả nhà ơi. Đó, bây giờ Thi Lê cũng biết làm sao nữa. Đó cả nhà. Thì bây giờ người đàn ông này không có chịu cho thiếu cả nhà ơi. Được không? Khoảng 2-3 ngày thôi. Được không? Trời ơi, chán dễ sợ chán luôn á. Vậy không chịu luôn cả nhà ơi. Bây giờ anh phải đi, anh phải giao cho lò. Chứ giờ anh muốn sao bây giờ? Trời ơi, nó nghe nè, từ từ. Bây giờ nè, em sẽ đưa chứng minh cho anh giữ luôn. Em sẽ đưa chứng minh cho anh giữ luôn, nhà cửa em ở đây. Không lẽ em lừa anh hả? Em dẫn anh vô nhà coi luôn, em nuôi hàng trăm con ở đây chứ không phải một hai con đâu. Được không? Trai nghe nè, bây giờ nè, thôi bây giờ em nói anh nghe nè, bây giờ em đã cho anh vô tới đây rồi, chắc chắn em không có cho anh ra đâu đó. Thì bây giờ em sẽ gian tay em cứu tụi này, nhưng mà anh cho em thời gian thôi, 2 ngày đi. Em sẽ đăng tải cái clip này lên và để mà quyên góp kêu gọi, anh hiểu không? Còn nếu mà thực sự trong 2 ngày mà không, em không có nữa đó, em sẽ tìm bằng mọi cách, em đi mượn tiền bạn bè em cũng được nữa rồi. Rồi em trả cho anh. Cái là đúng 2 ngày nha. Rồi nha. Rồi chứ đưa chứng minh anh giữ cũng được nữa. Anh lùi xe đi, anh lùi xe đi. Lùi xe đem lấy chuồng. Đó cả nhà. Thì người đàn ông này coi như là không có chịu cho thiếu, nhưng mà Thi Lê thuyết phục biết bao nhiêu lần rồi. Đó, ảnh chạy, Thi Lê với ảnh chạy từ quận 7 mà chạy về tới đây rất là xa luôn cả nhà. Tới giờ tới Đồng Nai rất là xa luôn. Nhưng mà bây giờ về tới đây không có tiền. Thì nói chung thì ảnh cũng hơi bức xúc. Nhưng mà thôi, thì ảnh cũng thông cảm cho Thi Lê, là cho thời gian Thi Lê là 2 ngày để mà giải cứu các con cả nhà. Thì bây giờ Thi Lê cũng cầu mong đăng tải cái đoạn clip này lên kênh YouTube của Thi Lê. Thì mong nhận được sự hoan hỷ, quan tâm của tất cả quý mặt cô chú anh chị ở Mạnh Thường Quân. Mỗi người chung tay một ít để có thể mà giúp cho Thi Lê giải cứu 4 bé chó, có cơ hội các con sống thêm một lần thứ hai nữa. Và cả nhà cũng biết, Thi Lê cũng cầu mong khi mà quyên góp như vậy thì cũng có Thi Lê cũng cầu xin tất cả quý mặt cô chú anh chị mỗi người chung tay quyên góp để Thi Lê có thể có gạo, có đồ ăn cho mấy bé, với lại thuốc ve, rồi chích ngừa vaccine này nọ, thuốc dung, sổ dung này nọ cả nhà. Đủ thứ chuyện hết trơn cả nhà ơi. Thật sự thì khi mà Thi Lê đi dọc đường thấy các con bị dầm nắng dầm mưa vậy tội nghiệp lắm cả nhà. Chạm lấy chuồng nha.
đó cả nhà. Cả nhà thấy thật sự thì nói tới nói lui thì cái này là cũng lỗi do người chủ chứ không phải là do những cái người đi mua bán chó lò mổ này cả nhà. Nhưng mà bán chó lò mổ thì thật sự thì mỗi người thì có mỗi cái tính khác nhau đó. Có người thì cho thiếu, có người thì không cho thiếu. Thật sự thì Thi Lê cũng cảm ơn cái tấm lòng của người đàn ông này rất là nhiều. Thì cũng người đàn ông này cũng có động lại một cái chút lương tâm, rồi nghe Thi Lê chia sẻ rồi giải cứu mấy bé như thế nào. Và cuối cùng thì anh đã cho Thi Lê thiếu, nhưng mà thời gian là chỉ có 2 ngày thôi nha cả nhà. Gà vô. Dữ hả? Sợ quá nó phải dữ. Dữ đúng không? Nó sợ quá mà. Sợ. Thôi Hiền nè, cứu con nè. Cứu con. Đó cả nhà thấy biết là con người biết làm cho nó sợ quá, nó sợ luôn. Ấy nhẹ con nè. Thôi cứu nè, cứu con nha. Này cứu. Nhẹ thôi. Cả nhà thì Thi Lê cuối cùng thì Thi Lê đã bàn bạc và cũng chia sẻ cho anh biết, và cuối cùng thì anh cũng đã nhận lời Thi Lê, coi như là để 4 bé chó ở đây, nhưng mà chỉ cho Thi Lê trong vòng 2 ngày thôi nha cả nhà. Thì Thi Lê cũng còn mong đăng tải cái đoạn clip này lên để mà mọi người chung tay có thể mà giải cứu 4 bé chó này. Thật sự thì Thi Lê hiện tại rất là bất lực rồi cả nhà ơi, tuyệt sức bất lực rồi. Thật sự thì thấy các con đang trên đường đến lò mổ thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ sót được cả nhà. Đôi khi á, ở nhà chuẩn bị đi công chuyện hay đi công việc gì đó, nói bây giờ gặp cũng không cứu nữa. Nói chung một cái miệng hay lắm cả nhà. Nhưng mà khi mà thấy các con bị dầm mưa dầm nắng mà đang trên đường đến lò mổ thì không có thể nào mà làm ngơ được hết trơn cả nhà. Thì bây giờ em nói anh nghe, thì trong vòng 2 ngày thì em sẽ chúc anh cho em số tài khoản đi, để em chuyển khoản cho anh luôn nha. Anh phải ghé đây nha.